Wow, chúng mình đã quen bao lâu rồi em? 2 năm 1 ngày. 2 năm 1 ngày. Dạ. Wow, hôm nay anh dẫn em ra đây tại vì anh có chuyện gì muốn nói với em vậy? Anh làm gì vậy? Will you marry me? Chiếc nhẫn to quá vậy. Anh làm em cảm động quá, nhưng mà khoan để chụp hình cái nha. Hả? Chụp hình lại. Selfie. Trời ơi, em phải khoe lên Facebook chứ. Anh nói lại đi. Will you marry me? Khoan, để em chưa có bấm nút quay nữa. Khoan, cái cảnh này không đẹp, cái góc này không đẹp, em không có đẹp. Góc này. Will you marry me? Nhìn vô đây. Rồi action. Will you marry me? Cười. Will you marry me? Cái angle này không đẹp. Ôi trời ơi, đủ rồi bà nội. Trời ơi, không thèm cưới nữa. Mắc dịch quá.